Trước nhiều đồn đoán trên các trang mạng xã hội về tình hình sức khỏe của bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 tại Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng đã bác bỏ tin đồn và cung cấp thông tin về tình hình của bệnh nhân. Tối 24 tháng 7 năm 2020, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng chia sẻ bệnh nhân đang được thở máy thông qua mở khí quản, da và niêm mạc của bệnh nhân hồng hào, tim và phổi nghe rõ, các dấu hiệu sinh tồn như mạch và huyết áp, nhịp thở của bệnh nhân đang tiến triển với dấu hiệu tương đối khả quan. Đà Nẵng đã và đang tập trung hết sức cùng với sự hỗ trợ của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị cho bệnh nhân. Bộ Y tế cũng yêu cầu phong tỏa Bệnh viện C để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại đây. Ngay trong tối 24 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn để chủ động có giải pháp ra soát tình hình, tránh gây xáo trộn cho cuộc sống của người dân và du khách. Ông Thơ khẳng định Đà Nẵng hiện đã kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất và nhấn mạnh đến nay mọi hoạt động tại thành phố vẫn diễn ra bình thường, đặc biệt nhấn mạnh là không có trường hợp nào tử vong do dịch bệnh COVID-19 cũng như không có hiện tượng tháo chạy khỏi Đà Nẵng như một số trang mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt. Ông cũng nhấn mạnh về việc người dân và du khách nên bình tĩnh trước mọi trường hợp, mọi thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo ổn định, nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Đại tá Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an và các đơn vị địa phương đang khẩn trương rà soát các đối tượng nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn. Ngoài ra còn chỉ đạo lực lượng chức năng chủ trì phối hợp phản bác, truy tìm, xử lý nghiêm khắc, kể cả xử lý hình sự đối với các cá nhân, tổ chức tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân và du khách.